ông nằm xuống ngủ, mà ngủ ngay cửa luôn. Chị định khều nó xích vô rồi chị khép cái cửa là cho tối nó dễ ngủ thôi, rồi bả nằm ngay cửa luôn vậy sao khác. Trong tiệm vàng đổi tiền ở đâu nhẫn giống gương là quá trời, quá trời.